Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Duy Trèo. Và ngày hôm nay thì Duy cũng xin giới thiệu đến các bạn một cái video về chống dàn ở trong chầu văn, mà cụ thể đấy là cái cách các bạn đánh nhịp 1 để đẹp hát văn, là cái nhịp xá thượng đấy, và cách dồn trống và cách các bạn làm quen với chống dàn dành cho các bạn mà mới học, dành cho các bạn mà muốn học chống dàn ở trong hát chầu văn này. Thì nhân tiện một cái buổi ở trên lớp ngày hôm nay thì Duy cũng quay luôn lại để các bạn có thể nắm được tinh thần và các bạn nắm được cái bài sơ khai đấy, để các bạn có thể nắm bắt được cái tinh thần về cách đánh trống và cách đệm trống và dồn trống như thế. Thì cũng không để các bạn phải chờ lâu, thì chúng ta hãy bắt đầu luôn vào cái buổi tập này. Không gấp, nó không gấp như thế đâu. Cái lên này rồi nhé. Câu của nó này.
các hai bài với nhau tung đều ra. Nối tiếp vào cái nhịp một từ lại. Câu rồi nói nhé. Đúng rồi, bây giờ nối cái lại thôi. Đủ thế nào, đủ thế được chưa? Tung, anh đọc ra mồm cơ mà anh không đọc ra mồm không đánh được. Không phải ai sai cái tấu không? À, tiết tấu nó này. Đọc văn mồm này. Tung. Đúng rồi, bây giờ nối lại. Sai tiết tấu. Đúng rồi. Ủa, nghe đúng không? Đúng rồi. Anh đọc cái mồm cho em xem này. Tung. Rồi, rụt tung. Đấy, tung. Anh đánh ngược lại cho em ạ. Đánh ngược lại từ dồn, xong đến nhịp, vào nhịp 1, sau đó lại đánh dồn, lại ngược lại từ nhịp dồn. Chậm thôi anh này, chậm thôi đã. À, chậm này, anh em đánh này, đánh dồn từ dồn trước nhé. Này, vào nhịp. Này. Tung. Đúng rồi, anh ấy tung chậm. Anh em này. Tung. Rồi chậm. Chậm này. Tung. Không phải tung thì nó lại dễ quá, thì nó lại không đúng với tiết tấu. Rụt tung. Anh mỗi cho anh. Tiết tấu dồn này đây rồi. Nha. Nha thì đây rồi. Nhưng bây giờ nối lại làm sao? Dồn tay này như thế nào? Tay này như thế. Cái này thì nó mất dư dịch. Cái này thì nó dư dịch. Cái chống tum này là cái chống chia là khoảng nghỉ. Rồi. Bây giờ nghỉ hai nhịp thì đánh chia đều ra hai nhịp. Đấy nhá. Chia đều ra hai nhịp. 1 2. Xong lại về đây. Được không?
chưa? Rồi. Anh tưởng tượng chưa? Nhá. 1 2 cộng với đây. 2 3 4 5. Đấy, cái bài này đánh theo thằng này luôn. Rồi. Nó lên thì mình lên. À. Đảo lên cái bán nha. Thì thua tay này mà đã lên tay này thì giữ tay này giữ nguyên cho nó nhé. Sau này là thuần thục rồi thì đánh sau. Nghe chưa? Nào, câu đổ này. Đánh cái câu chia ra trước này. Nó gần giống cái câu chia này nhưng mà bây giờ nó cướp hơn một tiếng nữa. Đúng không? Cướp thêm một tí ở trước thêm hai tí đấy nữa. Đó rồi. Đó lại. Này, cắt tung. Thế thôi. Chia đều 4 tiếng nó khác. Tung. Tung. Chỉ có 3 tiếng thôi. Bây giờ nếu mà muốn nhiều tiếng thì khoảng này đánh nhanh lên. 1, 2, 3, 4. Có 2 tiếng thì mình chia mình. Phải đủ tiếng. 2 1 tung 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 tung
đánh đủ tiếng dục đấy, dục tung, dục tung đấy. Đấy, đúng rồi đấy, nối vào thôi đấy, nối vào thôi, nói như thế luôn, đúng rồi. Đủ tiếng anh em nói nhanh nhanh đấy nhá, đủ tiếng dục đã, dục tung dục này, dục tung dục tung, ngon dục, cái câu vũ của anh đánh dồn anh không phải là đánh nhiều tiếng, biết là gì mà nó bị nhanh nhịp lên. Cái nhịp nó vẫn cứ thế, rụt tung rụt này, rụt tung rụt tung 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 rụt. Chẳng qua là cái chỗ nghỉ đấy nó chia ra nhiều tiếng thì anh nghe cảm giác nó bị nhanh lên, nhưng không, cái nhịp đấy là không bao giờ được đổi. À rồi. Nó chỉ là chia nhỏ tiếng ra thôi. À. Thiếu một tiếng tức là anh phải rụt tung rụt. Rồi. Thiếu một tiếng rụp nhá, rụp anh không có tiếng rụp đấy, anh không lên được đâu. Rụp tung rụp tung. Rụp tung rụp tung rụp tung tung rụp. Anh thử đánh này cho em nhé. Anh thử đánh này cho em nhé. Rụp tung rụp này. Rụp tung rụp tung rụp tung tung rụp cho nào. Tung. Nào anh thử đánh này cho em nào. Không dồn cái đấy nữa. Rồi này. Đấy, đấy khó không có cái chỗ này này, đấy cái chỗ đúng không đúng không? Còn là cái câu đấy là chỉ cần nối lại thôi. Em nói anh rồi, cái câu dồn này. Tung. Cái câu đấy không phải nhấn đầu. Là câu dồn đúng không? Bây giờ ghép hai cái lại với nhau thôi. Thì nó ghép cái thì anh phải lên ngay. Rồi nha. Rồi. Thế thôi. Chậm thôi. Rồi, chậm thôi. Tung. Tung, rồi này. Rồi. Rồi. Hello. Anh đừng tưởng tượng nó cướp nhịp, anh đừng tưởng tượng nó dồn. Anh hiểu ý em không nào? Cái câu kia tung 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 rụt thì anh đánh rồi đúng không, tự nhiên một cái anh đánh rồi đúng không, bây giờ ghép hai cái lại nhau thôi, có gì đâu, chứ đừng nghĩ là nó cướp nghe nó kinh khủng, nó không phải nào. Có tung 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 nó bung đi, đúng rồi. Anh vừa đánh anh vừa đọc, anh vừa đánh vừa đọc mồm ấy. Anh không? Phải thua cái câu mồm không? À, tung. Không được đổi nhịp. Tung, tung, tung. Anh giữ em này, em này. Xong mồm mới đọc cái câu đấy. Một này. Tung 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 tung. Thấy chưa? Tung 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 tung. Tung tung tung. Tung tung tung. 1 2 3. 1 2 3. Thì nó lại về cái câu, nó lại cái cuối cái câu đấy nó lại về cái nhịp này rồi. Nào. Tung 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 thế thôi. Tức là cái câu cái tung 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 rụt nó vào đây rồi. Nó đã vào cái nhịp đây rồi. Anh chưa? Chỉ cần đọc 3 tiếng tung thôi, 3 tiếng rồi thôi. Này. Tung tung tung. Đấy, tung 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 tức là cái này đấy. Cái câu cứ hết đấy. Tung 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 rụt tung 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 rụt đấy. Rụt tung 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 tung. Anh tung lên dễ hiểu nhé. Tung 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 tung. Đó là bé đây rồi. Thấy chưa?
Anh Duyên ạ. Chú ba đi thôi. Anh có bài dễ nhất này. Anh thử em nhé. Anh đảo tu mới lên. Anh không đánh gì nhé. Đục này. Đục này. Nó giống như cái kia. Đấy. Nó giống hai tiếng. Không phải. Không giống nữa đấy. Sao đi tấu? Em bỏ rồi, đừng bỏ cái câu đấy đi, bỏ cái câu trong đầu đi. Rụt tung rụt, rụt tung rụt tung tung tung. Đấy, anh bỏ câu đấy đi, anh bỏ ngay câu đấy đi trong đầu ra. Anh này mua tiếng tung nha. Anh này có tiếng tung mày nhá, em đọc này, đây là em đưa rồi nhá. Anh này mua em thế này không? Tung 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 rụt. Rồi, nối vào. Tung tung tung. Không phải. Rồi. Lên luôn. Dứt trống lên phải lên luôn. Tung. Không, anh phải có tiếng rụt nữa. Rụt tung rụt. Này, rụt tung rụt lên. Lên chậm. Đúng rồi, tung 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 dùng ảnh xuống ngay. Không phải đâu. Tung tung tung. Anh đọc ra mồm cho em là tung tung tung. Tung tung tung. Đọc ra mồm tung tung tung. Đúng rồi, nào. Vụt tung vụt. Đấy, đánh một kiểu nhưng mà đánh một kiểu, tao một kiểu, đánh một kiểu. Đấy, nói lên luôn. Lấy cái đảo tay, anh lấy cái máy quay. Tóm lại là cái gì? Tóm lại là cái nhịp này là không được đổi đi. Rồi. Nó lên kim đồng hồ. Mà chưa đánh được thì anh đọc mồm. Đọc, phải đọc thuộc ra mồm anh mới đánh được. Rồi. Nhá. Này. Tùng rụt. Tùng rụt. Người ấy, mình là người đánh trống, mình cầm, là người cầm nhịp. Thế nếu mà nhịp nó nghe nó loạn. Loạn tay là anh đánh là mất nhịp là nó không hát được. Thế đâu. Tùng rụt, rụt tùng rụt không? Rụt tùng rụt, rụt tùng rụt. À, vào nhịp. Đảo lại thành bàn trước nhé. Hai đứa luôn. Bánh kèm này. Cái đơn giản nhất là đánh kẹp. Kẹp thì bằng một nhịp đánh. Cái này anh nhé. Nào, anh hai nhịp này. Lên zoom. Rồi này. Đấy. Ba tiếng đấy nó quan trọng một chút. Còn cái tiếng thứ tư nó là nhịp. Thấy không? Tung 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 thôi. Anh phải để quan trọng ba tiếng thôi. Đấy. Tung tung tung. Đấy. Thì tung 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 lục nó mấy này rồi. Anh nhá. Rồi. Em đọc anh hiểu chưa? Rồi rồi. À, rồi. Tung tung tung. Nó về này, nó về nối này. Tung tung tung.
chia nhỏ tiếng không nghĩa là nó nhanh nhanh lên. Mà chia nhỏ tiếng chẳng qua là cái đoạn nghỉ đấy, cái khoảng nghỉ này anh chia nhỏ ra thôi, trong cái nhịp này nó vẫn thế. Anh chia nhỏ 6-7 tiếng, 1-2-3-4-5-6 anh nhá. 1-2-3-4 1-2-3-4 chia 4 tiếng, 1-2-3-4-5-6 tùng. Hai tiếng, 1-2 thôi, 1-2 dễ nhất rồi nè. Bỏ ngay này đi nhé. Đừng một lần có thể trong đầu. Đấy, quan trọng nhất là ba như thế. Về đánh này nhá. Hết rồi đã. Nhớ anh đọc ra mồm, anh không đọc ra mồm ấy, không đánh đâu. Tung 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 tắt tung 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 anh làm mẫu đi, tắt đi và làm mẫu một lần đi. Chứ mai mà đảo nhiều mới đảo nhiều, đánh nhiều đánh nhanh lên tay nó cần phải mà về phải tập cả cái ấy, đánh nhanh nhá. Đây là cái cầu.